Ngày 28 tháng 12 năm 2022, Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành các quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ. Cụ thể, quyết định số 740 QDTU điều động bổ nhiệm đồng chí Đỗ Tiến Đông, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Quyết định số 741 QDTU điều động bổ nhiệm đồng chí Hồ Phước Thành, tỉnh ủy viên giữ chức Phó Tránh Văn phòng tỉnh ủy. Theo đó, đồng chí Đỗ Tiến Đông, đồng chí Hồ Phước Thành có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh để nhận nhiệm vụ tại cơ quan mới kể từ ngày 3 tháng 1 năm 2023.